Đây là những quả chuối của mình nhé, và mình mời các bạn cùng tìm hiểu ở video này với mình về. Chào mừng các bạn đã đến với kênh ẩm thực miền quê. Hôm nay ẩm thực miền quê xin chia sẻ với các bạn có nên ăn chuối trước khi đi ngủ để ngủ ngon hơn không nhé các bạn nhé. Các bạn biết rằng chuối là một loại trái cây rất là tốt và chúng ta rất hay sử dụng trong hàng ngày của chúng ta nhé. Giàu giá trị dinh dưỡng mà rất tốt cho sức khỏe. Việt Nam chúng ta là một trong những nước xuất khẩu chuối nhất thế giới và đi các nước trên thế giới các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng chuối tây, chuối tiêu đều được hết ạ. Đây là chuối tây, tiêu nhé. Còn đây thì gọi là chuối ná, chuối tây hay chuối ngự hay rất là nhiều tên gọi khác nhau và tùy từng miền các bạn ạ. Như mình thường hay gọi chuối này là chuối ná và chuối tiêu. Trong nhiều năm, chuối được ca ngợi là một trong những món ăn nhẹ tuyệt vời trước khi đi ngủ nhờ vào thành phần dinh dưỡng phong phú của chúng nhé, với hàm lượng magie, kali, vitamin B6 cao. Loại trái cây này được cho là giúp làm dịu cơ thể các bạn nhé, thúc đẩy sự thư giãn và thậm chí còn thúc đẩy sản xuất hormone ngủ các bạn ạ. Với những thành phần dinh dưỡng đặc trưng như vậy, liệu chuối ăn chuối trước khi đi ngủ có thực sự là có tác dụng giúp ngủ ngon hơn thì mình hay không ấy, thì mình mời các bạn cùng tìm hiểu với mình sau đây. Theo các chuyên gia dinh dưỡng giải thích, chuối chắc chắn là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng tác động thực sự của chúng đối với chất lượng giấc ngủ có thể bị đánh giá là quá cao hay quá mức các bạn nhé. Một quả chuối chỉ cung cấp cho chúng ta 10% nhu cầu magie hàng ngày và chỉ là 7,5% magie cần thiết cho cơ thể các bạn ạ. Mặc dù những lượng chất này góp phần vào sức khỏe tổng thể nhưng chúng cũng có thể không đủ để tác động đến giấc ngủ của chúng ta nhé. Magie đặc biệt nổi tiếng với tác dụng làm dịu nhưng với chưa đến 30 mg magie trong một quả chuối so với nhu cầu của chúng ta là 400 mg magie cho cơ thể nhé trong một ngày các bạn ạ. Tác động có thể không đáng kể như là mọi người vẫn nghĩ đến. Tương tự, trong khi vitamin B6 trong chuối có thể giúp tăng cường sản xuất hormone ngủ, nhưng ở mức chỉ có là 0,4 mg nhé trong một quả chuối, thấp hơn nhiều so với nhu cầu ăn hàng ngày là 1,3 mg ạ. Đây các bạn, chuối của chúng ta nhé. Nhìn về ngoài chuối có vẻ là nó thâm ấy, mình cứ sợ như các loại quả khác ấy là không là đen không ăn được ấy, nhưng mà bên trong chuối rất là trắng các bạn nhé, chưa có gì cả, chuối này là chuối vừa tới tầm ăn. Mình ở quê ấy, thì nhà vườn đất rộng ấy, thì là hay trồng chuối và các loại ấy, thì có thể là lấy chuối chín cây để ăn hoặc là không có thuốc gì cả để chín tự nhiên. Vậy ăn một quả chuối trước khi đi ngủ có thực sự giúp ngủ ngon hay không? Thì mình mời các bạn xem hiểu nhé. Mặc dù chuối không gây hại và thậm chí có thể hỗ trợ dinh dưỡng tổng thể nhưng nó không phải là thuốc tiên cho giấc ngủ các bạn nhé.
Nếu bạn muốn cải thiện tình trạng giấc ngủ thì tập trung vào chế độ ăn uống cân bằng, đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày ạ của cơ thể nhé, cùng với các biện pháp vệ sinh giấc ngủ tốt hay là sẽ ngủ hiệu quả hơn. Tóm lại là mặc dù chuối là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh và có thể mang lại rất là nhiều lợi ích đối với sức khỏe khi như cho giấc ngủ các bạn nhé, nhưng chỉ dựa vào chuối không thì giấc ngủ của chúng ta chưa đã là ngon hẳn, thì có thể là không phải là hiệu quả nếu mà chúng ta nghĩ là lạm dụng chuối hay ăn chuối để ngủ ngon nhé các bạn nhé. Đặc biệt người có lượng đường trong máu cao cần tiêu thụ chuối một cách thận trọng, nhất là trước khi đi ngủ để cho lượng đường không bị tăng quá các bạn ạ. Kết hợp với chúng ta nên có một chế độ ăn uống lành mạnh, tránh rượu bia và hay là chúng ta không nên hút các loại thuốc, thuốc lá, thuốc lào. Bạn nên kết hợp với thể dục thể thao đều đặn thì giấc ngủ của chúng ta sẽ được cải thiện rất là tuyệt vời nhé. Như là chúng ta có thể đi bộ, mỗi ngày dành ra nửa tiếng đi bộ, hay tập yoga, chơi cầu lông hay là đạp xe ạ. Có những môn thể thao mà có thể phù hợp với lứa tuổi của mỗi người nhé. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn có nên ăn chuối để giúp cho giấc ngủ của chúng ta ngủ ngon hơn hay ngủ sâu hơn, và mình đã chia sẻ với các bạn ở trên rồi ạ. Chúc các bạn có một sức khỏe tốt ạ. Xin chào các bạn ạ. Đây là chuối tây các bạn nhé, chúng ta có thể trị đau nhức xương khớp bằng chuối tây này. Mình sẽ ngắt cái bi chuối tây khi mà quả của nó đã ra hết và không ra được nữa nhé. Đây là chuối tây các bạn nhé, chúng ta có thể trị đau nhức xương khớp bằng chuối tây này. Mình sẽ ngắt cái bi chuối tây khi mà quả của nó đã ra hết và không ra được nữa nhé.